Genevieve, what's your feeling? Good. Good. Let's go. Let's go. Nhiều chuyện. Và cuộc hành trình đi camper van của chúng ta kỳ này, mình sẽ ngừng đầu tiên là tại thành phố Morro Bay. Cái Morro Rock nó có nổi tiếng như nhiều người nói không? Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về Morro Bay đâu khán giả. Giờ mình đang trên cái trail này thì nói chung hey, mọi người đang và đây mình mới tới một tiệm ăn. Đây là nổi tiếng như là một cái seaside, một cái thành. Mình chuẩn bị lên đường nè. Thì Khang sẽ focus, chú ý vào lái xe hơn. Mình sẽ chạy đến Morro Bay State Park cho khán giả. Sau đó mình sẽ tiếp tục quay phim, ok? Khán giả đã tiếp tục theo dõi cùng gia đình Khang đang cùng đi camper van. Khán giả thấy không, mấy em nó rất là vui, nó rất là mừng, thì mình cũng thấy một phần cũng vui. Cái đó là cái lý do mà mình đi một cái trip với gia đình chỗ này. Ok, let's go. Chưa đi mà mình đã có chuyện rồi, mình phải bơm bánh xe bị xì, nhưng mà not a big deal. How's the trip guys? Good, let's go. Mình nghỉ giải lao một chút, mình mới tới nửa đường thôi, còn 2 tiếng nữa. Đây là khu vực trong Santa Barbara vacation. Và đây là nhà của mình nè. Yeah, I like it. Okay. Bây giờ mình đang ngừng một cái nơi rất là yên tĩnh nè, khu này khu biển nè. Những cái nhà khúc lều rất là thoải mái. Căn trại này luxury quá. Thì chắc vậy thôi. Mình sẽ đi ngủ đây. Tối hết rồi. Ok. Good night. Cuối cùng cũng đã đến giờ rồi. Wow, tối tăm quá đi. I see. You see cereal? This. Wow. Yes. That too. Good morning. Nana, go ahead do your show, Nana. Okay, và bây giờ mình mới dậy. What are we doing now? Small house, very tiny house. Mama, but that's a lot, so do we have to eat this? You and good Genevieve, nah. You and good Genevieve. I look like Dizzy Rabbit. Yeah. Này là nhà bếp nè. And this is the outside guy. Look. You can record people outside right there. Chef Dương. Hôm nay mình sẽ ăn cái gì đây? Cái. Can't really hide anywhere. Part of this camping is can't really hide anywhere. Người nào cũng you have to really like people that you go with. If you hate people or go with, you can't. A little bit, that's okay.
Trước khi mình bước ra khỏi cái camper van, mọi người, gia đình sẽ ăn sáng. Nhưng mà ăn sáng trong cái camper van này không phải dễ đâu nè. Mình phải xếp cái giường ngủ thành một cái bàn ăn, và sau đó mình mới được ăn nha. Không giỡn đâu Nang, xếp cái bàn này rất là lâu. Mình đã quay nhanh rồi mà nó cũng mất nhiều thời gian. Nhưng mà hôm nay sau khi mình ăn sáng, mình sẽ lái xe vào cái khu vực chính của Morro Bay, đó là Morro Rock, để mình tìm hiểu thêm về. Nhưng mà trước đó thì mình sẽ ăn sáng nè. Nằm giờ ăn ở đây cũng được nè. We would have taken you on a trip. What does it feel to be Nana? Interesting question. It's gonna look up. It has to be something that it can find. Brush your teeth and you go outside. Ngồi để nhìn cảnh. Thì trong cái cảnh này Khang cũng muốn cái cơ hội đem cho mọi người được trải nghiệm khi mình sống trong một cái nhà di động rất là nhỏ như thế này. Không có nhiều chuyện để làm, không có đủ chỗ đi đứng, nhưng mà nó sẽ cho mình một cái cơ hội để được gần gũi với những người mà mình đang sống chung trong cái nhà di động đó. Ok, đi anh Rang, đi, let's go. Let's go to our next destination. Đi ăn. Oh, so earlier we walk here. So I think the museum is like walking distance too. Oh, I just walk. Yeah. Or why don't you put the address on your phone? Oh, no, no. I just need to go out first, honey. Going. Good question, Genevieve. Get anything for the kids? Và đây mình mới tới một tiệm ăn. Đây là nổi tiếng như là một cái seaside, một cái thành phố biển nhỏ. Và đặc biệt là Sulun Khang và có cái Morro Rock nè. Cái đá đó. Morro Rock. Đây, cái này nó rất là hay, nhưng mà cái tiệm này nó rất là nổi tiếng là tại vì nó có ông Andrew Zimmerman. Ông này là trong cái chương trình Food Network đó. Ông đã tới đây khi mà ông thăm Morro Rock. Và mình sẽ ăn thử đồ ăn nè. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Nếu chúng ta đến Morro Bay thì dĩ nhiên cái nơi đầu tiên mà người ta khuyến khích phải đến thăm đó là Morro Bay Harbor, đó là bến cảng thành phố Morro Bay. Chỗ này có rất là nhiều đồ ăn hải sản, seafood cho mọi người du lịch
được thưởng thức. Và đặc biệt nó kế bên một hòn đá rất là nổi tiếng ở đây, đó gọi là Morro Rock. Thì mình sẽ nói thêm về cái lịch sử của cái hòn đá Morro Rock này trong cái video kế tiếp nha mọi người. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thưởng thức những cái món ăn hải sản đặc biệt ở đây tại Morro Bay Harbor. Xin khán giả cùng theo Khang nha. À, giờ mình đang ngồi chờ đồ ăn của mình nha mọi người. Nhưng mà Khang ngồi đây Khang thấy rất là nhiều người lớn tuổi. Khang nghĩ đây là một cái nơi mà cho những người mà về hưu, họ đi có những chiếc RV, camper van hay là trailer, họ đi chơi cả nước Mỹ. Nó là một điểm mà để những người ngừng tới, cho nên khi mà mình đi ghé qua đây mình thấy rất là nhiều xe đi cắm trại rồi đó. Nơi rất là đẹp, yên tĩnh, thoải mái. Và hôm nay mình sẽ có shrimp cocktail. Ăn thử đi vô. Cái này nổi tiếng ở đây hả? Không biết. I just ordered it because I like it. Shrimp cocktail, shrimp cocktail. Try some soup. Rất tươi nè. It's a little bit starchy, but now we have yung bang potato tea. Đây là ăn ăn gì là đầu tiên luôn. Cái này là cái tartar sauce. Nếu mà người nào thích ăn đồ chiên thì cái này rất là ngon. Khá sâu sắc, sôi giòn. Hầu hết những cái đồ ăn là tươi. Mình như Mỹ ăn đồ chiên nhiều hơn. Em ngon rồi. Nhưng mà mình là châu Á thì nếu là có cơm đồ ngon hơn. Cái này là có cơm đồ không? No. Cơm, cái bữa ăn cơm, bún, mì đồ. Cái món hôm nay rất là ngon nè mọi người. Nhưng mà cái món mà nó cần là thay đổi một chút là cái món clam chowder. Clam chowder này như hơi bột quá. Như là mình ăn bột của mấy đứa nhỏ vậy. Có seafood nữa thôi. Hầu hết những cái đồ seafood nó rất là tươi. Dương nói cái batter này rất là ngon rồi. Và nó màu vàng. Nó không có phải là dầu, dầu cũ. Sure. It seems fresh. Thì như bài hát mà khán giả mới vừa nghe qua, cái cảm giác khi mà mình ngồi trên cái bến cảng Morro Bay, kế bên cái hòn đá Morro Rock, cảm giác mà mình sẽ tìm thấy được rằng đây là nơi ngừng chân cho những người du khách đi xa như là Khang và gia đình Khang. Cái video này cũng hơi dài rồi, Khang sẽ ngừng tại đây. Mình sẽ nói thêm về cái lịch sử của thành phố Morro Bay này
tại sao cái hòn đá Morro Rock này nó rất là nổi tiếng nè mọi người. Và mình cũng sẽ nói thêm về cái Morro Bay Campground, chỗ cắm trại Morro Bay có gì khác lạ. Và mình cũng sẽ lên cái camper van của mình đi tới địa điểm thứ hai, đó là Monterey Bay. Và Monterey Bay nó có gì khi đặc biệt không? Xin khán giả nè cùng tiếp tục theo dõi chương trình Khang đi lang thang hay là Passport to Thành Công trên đài Little Sài Gòn TV nè. Và Khang sẽ hẹn gặp các khán giả vào tuần tới.